hẳn là trong tầm phân khúc 10 triệu đồng. Thì để tìm kiếm một chiếc màn hình gaming có tần số quét là 100Hz, 120Hz hay là 144Hz không còn quá khó nữa rồi. Thế mà tuy nhiên thời thì nay đã thay đổi. Với 10 triệu đồng thôi, anh em đã có thể sở hữu được một chiếc màn hình gaming tới có tần số quét tới là 240Hz. Và không nghe nhầm đâu, chính xác là 240Hz. Bên cạnh đó thì những cái chỉ số chuẩn màu cũng đạt ở mức tiêu chuẩn để giúp anh em có thể vừa chơi game giải trí này, lại còn có thể làm việc và edit video một cách cơ bản nhất. Thì liệu rằng là chiếc màn hình nào sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí ở trên? Nhân vật chính trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc Legion i2525. Thì không quá khó bởi vì các chi tiết lắp đặt thì cũng rất là đơn giản, dễ dàng cho các bạn khi mà mua về nhà và tự lắp đặt. Bên cạnh đó thì các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài này, cái phần vẻ ngoài thiết kế rất là hầm hố, khỏe mạnh, các cái cạnh viền của màn rất là vuông vức, sắc nét luôn. Bên cạnh đó thì ở đây mình thấy là màn hình có ba cạnh gần như là tràn viền luôn. Có cái phần viền đen ở đây một chút xíu thôi nhưng mà không đáng kể. Như thế này thì khi mà chúng ta làm việc hay là chơi game trên chiếc màn hình này ấy, sẽ có cái cảm giác là không gian được mở hơn, thoáng hơn rất nhiều so với lại những cái loại màn hình khác. Phần chân đế thì mình thấy làm được khá là chắc chắn. Anh em sẽ không lo cái cảm giác là rung lắc ngay cả khi mà thua combat và có đập tay mạnh vào bàn ghế đi chăng nữa thì chắc chắn là em nó sẽ vẫn đứng vững. Tuy nhiên thì ở phần chân đế có khá là nhiều lỗ nên là đối với những anh em nào người chơi hệ sợ lỗ thì chắc chắn là sẽ không ưa cái thiết kế này cho lắm. Cơ mà với phần đông các anh em ngược lại thì lại có thể thích cái phần chân đế này vì nó là một cái điểm nhấn làm tôn lên một cái vẻ gì đấy khác biệt so với những chiếc màn hình khác. Về chức năng của phần chân đế thì vẫn có đầy đủ khả năng xoay trái phải và tùy chỉnh lên xuống theo ý thích của anh em, hay kể cả là xoay dọc ra để làm màn hình livestream. Và ở một số mẫu gaming giá rẻ thì bị loại bỏ cái điều này khiến cho việc trải nghiệm của em sẽ bị hạn chế và khó chịu hơn khá nhiều. Thông thường thì với những chiếc màn hình khác như các bạn có thể thấy thiết kế về cái nút bấm joystick này thì thường sẽ được để ở phần phía dưới này hay là phần đằng sau đúng không? Nhưng mà đối với chiếc màn hình Legion i2525 này thì mình thấy cái thiết kế mà để lộ thiên ra như thế này ấy, nó hay hơn rất là nhiều. Bởi vì là ba cái viền này nó đã gần như là tràn rồi, để cho mình được cái không gian nhìn thoáng đãng hơn rất là nhiều. Nên là cái phần viền màn hình ở phía bên dưới này nó có dày một chút, và để tích hợp các cái phím chức năng joystick ở đây ấy, thì là một điều cũng khá là dễ hiểu thôi. Chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh các cái phím chức năng ở đây mà không phải kiểu cúi xuống hay là quay hẳn ra đằng sau để chỉnh nữa cả. Đặc biệt là trong những cái lúc chơi game đúng không? Kiểu lúc đấy tay chân đã vướng víu rồi mà lại còn mò nữa thì thôi, coi như là toang ấy. Thì nếu mà nhìn cận vào anh em có thể thấy ở đây nhá, như đây là phím nút chuyển màn hình sang chế độ gaming nhá, hay là chọn nhanh cổng kết nối này, rồi điều chỉnh tần số quét, độ sáng, mở menu. Nói chung là khá là thuận tiện trong quá trình sử dụng. Và có một cái điều mình cảm thấy rất là thích thú ở chiếc Legion i2525 này, đó chính là một về thiết kế của em nó. Thì cái điều thú vị đấy nó nằm ở đây này. Kéo ra. Các bạn có biết cái thanh nhỏ nhỏ này làm gì không? Không biết đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn biết. Bình thường khi mà chúng ta đang ngồi trước màn hình máy tính và muốn kiểu xem phim, nghe nhạc hay combat game hay gì gì đó một cách yên tĩnh để không làm ảnh hưởng đến mọi người á, thì tai nghe sẽ để ở đâu? Tai nghe sẽ thường để phía đằng sau màn hình như thế này. Thì cái việc mà chúng ta phải làm nó sẽ là đẩn ghế ra, xong rồi nhổ người lên để lấy chiếc tai nghe ra này đeo vào tai. Và kể cả khi mà sử dụng xong rồi cất đi ấy, thì cũng vẫn phải tháo ra, nhổ người lên và gài nó vô đây. Tuy nhiên, với những đứa lừa như mình ấy, thì rất ghét cái điều đấy. Thế nên là chiếc màn hình đã sinh ra một cái thanh rất là nhỏ nhưng mà lại cực kỳ có võ. Đó chính là giúp mình có thể cài tai nghe một cách nhanh tiện lợi nhất. Khi mà đang xem phim, nghe nhạc hay cần sử dụng hay là kể cả cất đi thì các bạn chỉ cần ngồi ngay tại vị trí của mình thôi, gài nó luôn vào đây. Các bạn thấy đơn giản không? Dễ không? Và gọn gàng không? Trời ơi, thực sự mình cảm thấy đây là một cái thiết kế kiểu tuy nhỏ thôi nhưng nó rất tinh tế và rất hiểu cái công dụng của người sử dụng. Nói chung là rất thích về chiếc i2525 ở một cái điểm nhỏ nhặt như thế này.
Và quay ra phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có các cái lỗ thoát khí để tản nhiệt này. Cùng với đó là các cổng kết nối rất là đa dạng luôn, kết nối được nhiều loại thiết bị và tất cả thì đều được cắm trực tiếp trên màn hình. Như ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có cổng HDMI, DisplayPort, cổng LAN và hai cổng USB 3.2 Gen 1. Ngoài ra thì ở bên cạnh viền này còn được bổ sung thêm hai cổng USB 3.2 nữa và có một jack cắm tai nghe. Vì đây thì không phải là một màn hình dành cho việc thiết kế đồ họa và làm việc nên là có lẽ là Lenovo đã không cho thêm các cổng kết nối Type-C. Dù là vậy thì nhưng mà mình cũng mong rằng là với những thiết kế sau thì Lenovo sẽ trang bị thêm các cổng kết nối này cho cả những sản phẩm gaming của họ nữa. Và vừa rồi thì là cái phần thiết kế tổng thể bên ngoài của chiếc màn hình Legion i2525. Còn cái điều mà đáng giá nhất của em màn hình này ấy, thì nó lại nằm ở phần cấu hình. Và với cái mức giá khoảng độ 10 triệu đồng thì chúng ta sẽ được sở hữu một cái cấu hình như thế nào? Trước hết là chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với kích thước là 24.5 inch. Thực ra thì đây không phải là một cái kích thước màn hình quá lớn đủ để phê, nhưng đối với việc mà anh em mua chiếc màn hình này về để sử dụng tại là làm việc tại nhà, chơi game tại nhà, và kích thước phòng của chúng ta thì thường sẽ không quá to để đặt được những chiếc bàn như thế này. Thế nên là với cái kích thước này thì sẽ giúp cho anh em chơi game hay làm việc trong thời gian dài mà không hề bị gây mỏi mắt, ảnh hưởng đến mắt nhiều. Nên mình thấy là với cái kích thước như thế này là rất phù hợp rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được sở hữu một tấm nền IPS, tần số quét là 240Hz, 240Hz em nhá. Và thời gian phản hồi là 1ms. Thế nên là như anh em có thể thấy là khi chơi game này thì với những cái chuyển động nhanh, hiện tượng bóng ma này hay là bóng mờ thì sẽ gần như là hoàn toàn bị biến mất. Bên cạnh đó kết hợp với công nghệ AMD FreeSync thì cái hiện tượng giật xé hình sẽ hoàn toàn gần như là sẽ không xảy ra. Mình có người chơi tựa game mà khá nhiều anh em ưa thích hiện nay như là CSGO thì cảm giác trải nghiệm chơi CSGO trên màn hình này là khác hoàn toàn với những màn hình 60 hay là 144Hz thông thường. Dù rằng là một chiếc màn hình dành cho gaming thì nhưng mà i2525 thì lại cũng có những cái độ tiêu chuẩn về màu sắc cơ bản như là có thể đạt độ chuyển màu đến 99% sRGB, độ sáng 400 nits trên tấm nền IPS. Thế nên là ngoài việc mà anh em chơi game giải trí ra thì có thể vẫn làm được các cái tác vụ về edit Photoshop này hay là edit video một cách cơ bản. Mình nhấn mạnh là cơ bản thôi nhá, bởi lẽ là cái độ chính xác về màu của những chiếc màn hình gaming này thì nó sẽ không thể nào mà chuẩn xác như là các bạn mua màn hình chuyên để dành làm việc được. Nó là một cái sự kiểu thêm thắt vào để chúng ta có thể làm song song nhiều công việc một lúc thôi. Và như lúc nãy mình cũng có nói với các bạn về việc với kích thước như thế này, khi mà chúng ta để ở không gian trong nhà của mình để chơi game hay làm việc thời gian dài thì cũng sẽ hạn chế được cái việc tránh gây mỏi mắt nhức mắt đúng không? Thì ngoài ra Lenovo cũng đã có trang bị công nghệ là Low Blue Light, tức là công nghệ hạn chế ánh sáng xanh để giúp cho mắt bạn có thể điều tiết một cách thoải mái nhất khi mà vẫn dùng trong thời gian dài, không gây hại cho mắt nhá. Và nói đi thì cũng phải nói lại, cái điều mà anh em có thể quan tâm nhất đến thời điểm này ở gần cuối video rồi thì đó chính là giá bán của chiếc Lenovo Legion i2525 này phải không? Thì để sở hữu được em nó, anh em sẽ phải trả ra một cái giá là 9.989.000 đồng và đang được bán tại tất cả các showroom của Hàn Computer. Anh em nghĩ sao về những cái tính năng, những cái công nghệ mà em màn hình này được tích hợp cùng với lại cái giá bán chưa đến 10 triệu đồng? Thì có thể cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết với nhé. Còn nếu như anh em nào đang có cái nhu cầu giải trí, làm việc, cần một chiếc màn hình ngon bụng, ngon, hợp lý để làm việc trong mùa dịch này ở tại nhà thì có thể đến trực tiếp các showroom của Hà Nội Computer để được tư vấn và tham khảo nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!